chính quyền Tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm Joe Biden đang kêu gọi Ukraine nhanh chóng tăng quy mô quân đội. Cách thức đề xuất là thông qua tăng số lượng gọi nhập ngũ và sửa đổi luật động viên nhập ngũ, cho phép gọi vào quân ngũ những người từ 18 tuổi trở lên. Phải chăng đây là đề xuất hợp lý để thu hẹp khoảng cách về nhân lực giữa quân đội của Kiev với quân đội của Nga? Hay chỉ đơn thuần là sự đánh lạc hướng của phương Tây để giấu nhẹm đi sự chậm trễ của họ trong việc viện trợ cho Kiev? Hãy cùng thảo luận về nội dung này trong chương trình bình luận quốc tế hôm nay. Nhân lực là nhu cầu cấp bách nhất của Ukraine. Theo hãng thông tấn AP của Mỹ, một quan chức cấp cao trong chính quyền ông Biden giấu tên để thảo luận về các cuộc tham vấn riêng tư cho biết hôm 27 tháng 11 rằng chính quyền Dân Chủ sắp mãn nhiệm muốn Ukraine giảm tuổi nhập ngũ xuống 18 tuổi thay vì 25 tuổi như hiện tại, nhằm mở rộng nguồn lực thanh niên đủ tuổi chiến đấu để hỗ trợ một Ukraine đang bị áp đảo về số lượng trong cuộc chiến kéo dài gần 3 năm qua với Nga. Quan chức này nói rằng, phép tính thuần túy về tình hình hiện tại là Ukraine cần thêm nhiều binh sĩ hơn trên chiến trường. Hiện tại, Ukraine không huy động hoặc huấn luyện đủ số lượng lính để bù đắp tổn thất trên chiến trường, trong khi Nga đang mở rộng quy mô quân đội. Kể từ tháng 2 năm 2022 đến nay, theo AP, Nhà Trắng đã viện trợ hơn 56 tỷ USD cho Ukraine và dự kiến sẽ gửi thêm vài tỷ USD nữa trước khi ông Biden mãn nhiệm vài tháng tới. Tuy nhiên, khi thời gian không còn nhiều, bộ máy đương nhiệm ở Nhà Trắng cũng đã khẳng định quan điểm rằng Ukraine đã có đủ vũ khí và giờ đây cần tăng cường quân số mạnh mẽ nếu muốn tiếp tục duy trì cuộc chiến với Nga. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng, ông Sean Spicer, tuyên bố rằng chính quyền của họ sẽ tiếp tục gửi vũ khí cho Ukraine, nhưng tin rằng nguồn nhân lực hiện tại là nhu cầu cấp bách của Ukraine. Chúng tôi cũng sẵn sàng tăng cường năng lực huấn luyện nếu họ thực hiện các bước phù hợp để bổ sung quân số, ông Spicer nói. Phía Ukraine cho biết họ cần khoảng 160.000 binh sĩ bổ sung để đáp ứng nhu cầu trên chiến trường. Nhưng chính quyền Mỹ tin rằng con số thực tế có thể còn lớn hơn. Hiện có 1 triệu người Ukraine phục vụ trong quân đội, bao gồm lực lượng vệ binh quốc gia và các đơn vị khác. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đang đối mặt với áp lực từ các đồng minh phương Tây khác. Họ lo ngại rằng vấn đề nhân lực chứ không phải vũ khí là mối đe dọa lớn nhất với Ukraine. Theo các quan chức châu Âu giấu tên, các đồng minh ở lục địa già của Kiev nhấn mạnh thiếu hụt nhân lực có thể khiến Ukraine không thể duy trì hoạt động tại khu vực biên giới quốc của Nga. Tình hình ở quốc càng phức tạp hơn khi có thông tin hàng nghìn binh sĩ Triều Tiên đã đến hỗ trợ Moscow giành lại các khu vực bị Ukraine chiếm đóng trong năm nay. Hiệu quả hay phản tác dụng? Sức ép gia tăng lên Ukraine yêu cầu họ củng cố lực lượng chiến đấu diễn ra trong bối cảnh nước này chuẩn bị trước khả năng biến động khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 năm 2025. Ông Trump, nhân vật xuất thân Đảng Cộng Hòa, từng tuyên bố sẽ kết thúc nhanh chóng cuộc chiến tại Ukraine và khiến nhiều người không dám chắc rằng liệu chính quyền của ông có tiếp tục động thái viện trợ quân sự quan trọng cho Ukraine nữa hay không. Không có câu trả lời dễ dàng nào cho vấn đề thiếu nhân lực nghiêm trọng của Ukraine, nhưng hạ tuổi gọi nhập ngũ sẽ giúp ích. Ông Brili Boman, giám đốc cấp cao Trung tâm Quyền lực Quân sự và Chính trị tại Quỹ Bảo vệ các nền dân chủ nhận định, song đồng thời cho rằng đây rõ ràng là quyết định khó khăn đối với một chính phủ và xã hội đã chịu nhiều mất mát, tổn thất. Ukraine đã thực hiện một số biện pháp để mở rộng diện nam giới đủ điều kiện nhập ngũ, nhưng những nỗ lực này chỉ đạt được kết quả hạn chế so với quân đội Nga hiện sở hữu quy mô lớn hơn nhiều. Vào tháng 4, Quốc hội Ukraine thông qua một loạt đạo luật bao gồm việc giảm tuổi nhập ngũ từ 27 xuống 25, nhằm mở rộng nguồn nhân lực gọi nhập ngũ. Những luật này cũng xóa bỏ một số trường hợp miễn nghĩa vụ quân sự và tạo hệ thống đăng ký nhập ngũ trực tuyến, dự kiến bổ sung khoảng 50.000 quân, song vẫn thấp hơn nhiều so với con số ông Zelensky tuyên bố là cần thiết vào thời điểm đó. Ông Zelensky đến nay đã khẳng định không có kế hoạch hạ tuổi huy động quân. Một quan chức cấp cao Ukraine giấu tên cho biết, Ukraine không có đủ thiết bị để đáp ứng quy mô huy động hiện tại. Quan chức này cũng cho rằng việc kêu gọi hạ tuổi nhập ngũ là nỗ lực của một số đối tác phương Tây nhằm đánh lạc hướng khỏi sự chậm trễ của chính họ trong việc cung cấp thiết bị hoặc ra quyết định, và đưa ra ví dụ là việc Ukraine đã phải chờ rất lâu mới được cấp phép sử dụng vũ khí tầm xa nhằm tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga. Người Ukraine không coi việc hạ tuổi nhập ngũ để tuyển mộ thêm binh sĩ là giải pháp thay thế để đối phó với ưu thế về trang thiết bị và vũ khí của Nga. Và trên thực tế, việc ép tuổi nhập ngũ vẫn là một vấn đề nhạy cảm ở Ukraine trong suốt thời gian cuộc chiến đã diễn ra.
Truyền thông phương Tây cho rằng ban đầu chính Nga mới là bên gặp phải những vấn đề thiếu nhân lực và lập kế hoạch của Nga, và điều đó đã ngăn Moscow tận dụng tối đa lợi thế của mình. Tuy nhiên, gió đã xoay chiều, tình thế đã thay đổi và Mỹ cho rằng vấn đề thiếu nhân lực của Ukraine không thể bị xem nhẹ thêm nữa. Ở một góc độ khác, một số người Ukraine lo ngại rằng việc tiếp tục giảm độ tuổi vào nhập ngũ và tuyển thêm thanh niên vào quân đội có thể gây phản tác dụng, làm tổn hại thêm nền kinh tế vốn đã bị chiến tranh tàn phá. Và quan chức cấp cao của chính quyền Biden cho rằng Ukraine cũng có thể tối ưu hóa lực lượng hiện tại bằng cách xử lý mạnh tay hơn với những binh sĩ đảo ngũ hoặc vắng mặt trái phép. Cuộc tấn công bằng thiết bị không người lái. Một thực tế vừa xảy ra trong tuần qua càng cho thấy chưa hẳn giải được bài toán nhân lực đã giúp Ukraine có thêm lợi thế trên chiến trường. Đó là thông tin Nga vừa thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào hạ tầng năng lượng của Ukraine hôm 28 tháng 11. Mà theo giới chức Ukraine, Moscow đã sử dụng gần 200 tên lửa và máy bay không người lái trong cuộc không kích này, khiến hơn 1 triệu hộ gia đình ở Ukraine chịu cảnh mất điện. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã tuyên bố lực lượng của ông đã tấn công 17 mục tiêu của Ukraine, bao gồm các cơ sở quân sự bằng 100 máy bay không người lái và 90 tên lửa. Đây là cuộc tấn công quy mô lớn thứ 11 của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine trong năm nay. Cần lưu ý thêm, đây là cuộc không kích lớn thứ hai của Nga nhằm vào lưới điện của Ukraine trong chưa đầy 2 tuần, làm dấy lên lo ngại ở Ukraine cũng như các đồng minh phương Tây của họ rằng Kremlin đang nhắm đến việc làm tê liệt khả năng cung cấp năng lượng của Ukraine trước khi mùa đông đến. Đây là động thái được ví như một mũi tên trúng hai đích, vừa làm suy yếu tinh thần của Ukraine, vừa làm giảm khả năng sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự của Kiev. Trong những tháng gần đây, Nga dần chiếm ưu thế khi sử dụng lực lượng và trang thiết bị lớn hơn để đẩy lùi Ukraine, dù chiến dịch của họ bị truyền thông phương Tây đánh giá là tốn kém và tiến triển chậm. Nhưng kể cả thế đi nữa, với tiềm lực mạnh mẽ của mình, nếu Nga tiếp tục sử dụng chiến thuật bão hòa phòng không bằng số lượng lớn tên lửa và máy bay không người lái, lợi dụng thời tiết xấu để giảm khả năng đánh chặn của Ukraine như đà hiện nay, thì cán cân lợi thế sẽ chỉ càng nghiêng về Moscow mà thôi. Trong bối cảnh, Kiev vẫn liên tục than phiền về sự chậm trễ của các đối tác phương Tây trong việc hỗ trợ Ukraine các hệ thống phòng không thiết yếu. Và như vậy, đề xuất mà Washington và lục địa già đưa ra về việc hạ tuổi nhập ngũ và tăng quân số cho quân đội Ukraine lại càng trở nên khó được chấp thuận với chính ban lãnh đạo và người dân nước này.